Xin kính chào chư liệt vị, thưa quý vị. Chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về chủ đề Phật giáo và giáo dục. Như chúng ta biết, các tôn giáo trên thế giới do có mặt ở Hoa Kỳ lâu năm, cho nên đều có những hệ thống giáo dục dành cho trẻ em. Trong khi đó, Phật giáo cũng là một tôn giáo lớn, nhưng vì chưa đủ thuận duyên, cho nên chưa có một hệ thống giáo dục dành cho trẻ em trong mọi sắc tộc. Nhận thấy được điều đó, cho nên tổ chức Kenti Foundation của Lama Dosha Kenshi Rinpoche đã cấp ngân khoản để tài trợ nhằm thành lập trường Middleway School thuộc tiểu bang New York. Năm 2017, sau khi nghiên cứu và tìm hiểu những cơ sở giáo dục Phật giáo ở Ấn Độ, Đài Loan và Indonesia, Kenshi Foundation đã quyết định thành lập một trường cửu mẫu thí nghiệm trong vùng thung lũng Hudson Valley thuộc tiểu bang New York, là nơi có những cơ sở Phật giáo kỳ cựu nổi tiếng như tu viện Thiền Tông Zen Mountain Monastery, tu viện Khama Trijana Dhammakara của tông phái Phật giáo Tây Tạng Khama Kachu, và tu viện Hudson Valley Buddhist Vihara cùng một số trung tâm tu học khác. Trường Middleway School đã chính thức khai giảng vào tháng 9 năm 2018 và đã được Bộ Giáo dục của tiểu bang New York nhìn nhận là một cơ sở giáo dục tư thục bất vụ lợi. Ngân quỹ tài trợ của Kenshi Foundation đã giúp đài thọ cho chương trình nghiên cứu nói trên và thành lập ngôi trường Phật Pháp thí nghiệm này. Middleway School hoan nghênh thu nhận tất cả học sinh, thầy giáo và nhân viên quản trị, không phân biệt chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, giới tính v.v. Middleway School không khuyến khích những học sinh khác tôn giáo cải đạo để trở thành Phật tử. Lama Shunsha Kenshi Rinpoche đã nói rằng ngân quỹ nói trên cũng giúp cho Middleway School cấp học bổng hoặc giảm học phí cho con em của những gia đình lợi tức thấp. Giám đốc Noah Jones của Middleway School đã nói rằng chúng tôi không muốn hoàn cảnh kinh tế và tài chính gây trở ngại cho con đường học vấn của những học sinh thuộc gia đình có lợi tức thấp. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến cho học phí này không gây khó khăn cho các học sinh. Kenshi Foundation là một tổ chức bất vụ lợi được thành lập vào năm 2001 với mục đích yểm trợ cho các tổ chức giáo dục Phật giáo không phân biệt tông phái. Kể từ đó, Kenshi Foundation đã trợ giúp những cá nhân và cơ sở giáo dục trong hơn 30 quốc gia và trực tiếp giúp cải thiện đời sống của dân chúng ở nhiều nơi trên thế giới qua những chương trình giáo dục. Lama Shunsha Kenshi Rinpoche là một vị tu sĩ Phật giáo Tây Tạng và
sinh ở Bức Thang. Ngài cũng là một đạo diễn điện ảnh và văn sĩ. Ngài thành lập Kenzie Foundation với mục đích trở thành một hệ thống bảo trợ cho những đoàn thể và cá nhân dấn thân vào những hoạt động để nghiên cứu về trí tuệ và lòng từ bi của Phật giáo. Trung tâm Giáo dục Trung Đạo phối hợp với những truyền thống trí tuệ Phật giáo qua đường lối giáo dục cấp tiến hiện đại để tạo một hệ thống giáo dục đặt căn bản trên truyền thống trí tuệ của Phật giáo, đồng thời cũng áp dụng những phương cách giáo dục hiện đại. Kiểu mẫu này sẽ được dùng để thành lập những trường tiểu học và trung học tại nhiều nơi trên thế giới, hoặc cải tiến những trường hiện hữu để giúp ích cho các cá nhân và xã hội. Được hướng dẫn bởi một số chuyên gia giáo dục và học giả Phật giáo, Midway School không ràng buộc với bất cứ tông phái Phật giáo nào. Thời xưa, Đức Phật đã áp dụng vô số đường lối để thuyết giảng tùy theo căn cơ trình độ của nhiều thành phần khác nhau. Sau đó, Phật Pháp đã được tiếp tục loan truyền đi khắp nơi trên thế giới. Các chương trình giáo dục của Midway School liên quan tới ba tông phái, đó là Nguyên Thủy, Đại Thừa và Kim Cang Thừa. Học sinh được dạy giáo lý song song với các môn học thông thường như khoa học, toán học, văn chương, v.v. để chuẩn bị tiến vào bậc đại học. Học sinh được khuyến khích hay cố gắng tự suy xét sâu rộng những bài học và không ngần ngại nêu ra những câu hỏi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đặc sang Phật giáo Tricycle, ông Noah Jones, giám đốc điều hành của Midway School, đã nói về chủ trương giáo dục của trường này rằng là không phải chúng tôi chỉ giảng dạy về Phật Pháp, mà điều quan trọng là thực hiện phương pháp giáo dục phù hợp với Phật giáo. Chúng tôi sẽ thực hành đường lối giáo dục chú trọng vào sự nhìn nhận Phật tánh vốn đã và đang hiện hữu trong mỗi trẻ em, chứ không phải chỉ cố gắng truyền thụ cho các em đầy ắp những kiến thức. Chúng tôi nghĩ rằng trong Phật Pháp có rất nhiều yếu tố giúp chúng ta thăng tiến giáo dục một cách tổng quát, chứ không phải chỉ riêng địa hạt tôn giáo. Đó là điều quan trọng mà chúng tôi khai thác. Trong giáo dục có thành kiến cho rằng trẻ em không biết nhiều điều mà người lớn biết. Vì vậy, công việc của người lớn là nhồi vào đầu óc trẻ em những thông tin. Tuy nhiên, Lama Khenthi Rinpoche đã có đường lối giáo dục không giống như vậy. Có một lần Ngài đã giải thích với tôi rằng là phương pháp giáo dục của Thầy, khi Thầy dùng cánh tay để gạt tất cả những vật dụng trên mặt bàn sang một bên và nói đó là phương cách mà chúng tôi đang thực hiện. Chúng tôi đang cố gắng loại trừ những chướng ngại để khiến cho sự quang minh vốn có sẵn trong tâm trí của trẻ em sẽ tỏa sáng. Ông Noah Jones đã nói tiếp rằng là nhưng đó chỉ là một yếu tố. Trong Phật giáo có truyền thống tra vấn những thắc mắc, tò mò tìm hiểu mọi vấn đề và tranh luận với nhau, chứ không phải chỉ đơn giản chấp nhận những giáo lý. Phật tử cần phải tự thực nghiệm những giáo lý đó rồi đặt câu hỏi nếu có điều gì thắc mắc. Tập quán tranh luận sẽ được áp dụng trong phương pháp giáo dục của trường này. Trong đó, chúng tôi sẽ khai triển trí óc tò mò thay vì dập tắt nó. Ông Sean cũng nói thêm rằng trọng tâm của Midway School là thuyết tánh không, emptiness, và tâm Bồ Đề, Bodhicitta, và thêm rằng là người ta không cần phải là Phật tử để có ý thức về tánh không và có tâm Bồ Đề để phát đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh. Mục tiêu căn bản của Midway School là giúp cho học sinh hiểu rõ tiến trình phát triển của con người
từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Middleway School phối hợp những kiến thức hiện đại trong những lĩnh vực tâm lý học, y khoa và giáo dục với những giáo lý Phật giáo và tâm lý học. Sự phát triển tam nghiệp thân khẩu ý cần phải được hướng dẫn bởi tam vô lậu học, giới định huệ, để giúp cho chúng ta thăng tiến tri thức, biết cách xử thế trong xã hội và duy trì sự lành mạnh của thể xác. Trong Phật giáo, giới định và tuệ có thể được hiểu như là tinh thần khắc kỷ, điều ngự ba nghiệp, thực hành thiền định và trau dồi kiến thức. Phương cách rèn luyện tam vô lậu học là thực hành bát chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi ta thực hành giới thì chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng sẽ đương nhiên phát khởi. Khi ta thực hành định thì đương nhiên chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định sẽ phát khởi. Và khi ta thực hành tuệ thì chánh kiến và chánh tư duy sẽ đương nhiên có mặt. Thân xác của con người là của xe chuyên chở tất cả những hành động từ khi mới chào đời cho tới phút lâm chung. Khi những giai đoạn phát triển của thân đi song hành với tâm, nhất là song hành với tam vô lậu học, thì khả năng hấp thụ những giáo lý liên quan tới trí tuệ và từ bi cũng gia tăng. Khi thân phát triển thì nó sẽ khiến cho giới trở thành thanh tịnh hơn, tinh thần khắc kỷ sẽ gia tăng, định lực sẽ phát triển và tuệ giác sẽ được thắp sáng để có khả năng hiểu biết nguyên nhân về những hành động của chúng ta cũng như bản chất như thật của mọi hiện tượng. Nhờ áp dụng những đường lối giáo dục cấp tiến phù hợp với Phật Pháp, Middleway School nhắm mục đích đạt tới những thành quả giáo dục cao, đồng thời hướng dẫn học sinh tìm hiểu lịch sử triết học Phật giáo và thực hành tinh hoa giáo pháp của những tông phái khác nhau. Dù các học sinh tự nguyện thực hành Phật Pháp hoặc tự nhận là Phật tử hay không, nhà trường khuyến khích họ hãy luôn luôn có thái độ phóng khoáng, từ bi và tự tin, đồng thời cũng luôn luôn có tinh thần hỷ và xả. Hãy không bao giờ ngừng học hỏi trong suốt đời người. Qua những giai đoạn phát triển không ngừng, học sinh của Middleway School sẽ luôn luôn ý thức rằng mọi hành vi của mình sẽ ảnh hưởng tới sự tương giao với thế giới. Hãy quan tâm tìm hiểu về những cảm xúc của con người để giao tiếp tốt đẹp hơn với mọi người. Hãy tôn trọng sự đa dạng của thế giới trong những lĩnh vực như chủng tộc, tôn giáo, chính trị, văn hóa, v.v. Hãy tôn quý và thực hành nguyên tắc bất bạo động. Middleway School mong muốn tất cả học sinh sẽ rời khỏi trường với tiềm năng thực hành lối sống tốt đẹp cho bản thân và cho tha nhân trong bất cứ cung đường nào mà nghiệp lực của họ dẫn dắt. Bà Gretchen Lattuck, một giới chức trong ban giám đốc của Middleway School, nói rằng hãy coi trường này như là một cuộc thí nghiệm ở Tây Phương về giáo dục theo đường lối Phật giáo. Ở Tây Phương không có nguồn gốc văn hóa Phật giáo như ở Đông Phương, là nơi có nền tảng Phật Pháp từ lâu đời. Chúng ta cần phải có sáng kiến để tạo nên những gì linh động và có thể cải tiến. Hiện nay trong thời gian mới thành lập, Middleway School chỉ có lớp mẫu giáo và lớp 1 cũng như lớp 2. Sau này dần dần, mỗi năm sẽ tăng thêm trình độ lên tới lớp 12 là lớp cao nhất trước khi học sinh tiến vào bậc đại học. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ, trang nghiêm.